Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Thì hôm nay Khoa xin dẫn cho các anh chị và các bạn chúng ta cùng tham quan căn hộ thực tế, căn hộ 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh ở trong tòa S503 thuộc tầng thấp của khu The Rainbow, nằm trong tổng thể dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Thì đây là cái hành lang của cái lối đi. Các anh chị thấy là cái hành lang khá là rộng. Thì đây là cái tòa hình chữ T nha các anh chị. Hình chữ T này sẽ có 35 tầng. Thì đây là tầng thấp. Thì cái tầng thấp view nội khu là được đánh giá là khá là tốt. Các anh chị nào mà view nội khu á, thì chúng ta nên chọn tầng trung cho tới tầng thấp thì sẽ nhìn thấy cái view nội khu đẹp hơn. Còn ở tầng cao sẽ rất là khó thấy cái cảnh quan bên dưới. Ở đây là cái hành lang và các thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ hơn hết. Thì đây là cái căn cuối, gần căn cuối của đầu hồi ở đây. Thì bây giờ Khoa xin dẫn vào thực tế bên trong căn hộ ở đây. Vừa nhìn vô thì ở bên tay phải của chúng ta đó là cái bếp đó các anh chị. Thì bây giờ Khoa xin show cho các anh chị chúng ta thấy ở trên cái hình ảnh ở đây. Đây là cái mặt bằng nha. Đây là cái mặt bằng nè các anh chị. Thì cái căn của chúng ta sẽ nằm ở đây. Đây là căn số 6. Là căn này. Sát bên căn gốc. Thì căn của chúng ta là 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh 59 mét vuông là tim tường. Thì còn khoảng là 54 cho tới 55 là thông thủy nha các anh chị. Chừa bên mé tay phải của chúng ta đó là cái bếp. Thì tất cả các căn hộ chúng ta đều có thiết bị video call ở đây. Thì chúng ta sẽ nhận diện được khuôn mặt ở bên ngoài, bên trong có thể nhận diện được khuôn mặt. Thì các trang thiết bị đều chống cháy hết anh chị. Và trừ khóa là chúng ta khóa nè. Khóa cơ. Khóa số. Đây. Và được trang bị là 3 máy lạnh. Thì 2 máy lạnh ở hai bên trong căn hộ, với hai bên trong phòng ngủ. Ở bên tay phải sẽ bố trí là phòng ngủ. Ở đây là phòng ngủ lớn, ở đây là phòng ngủ sẽ nhỏ hơn. Ở đây là cái nhà vệ sinh chung nha các anh chị. Khi mà một phòng ngủ thì chắc chắn là cái nhà vệ sinh sẽ bố trí ở bên ngoài rồi, sẽ dùng chung. Đây là nhà vệ sinh chung. Đấy, trang thiết bị thì bên chủ đầu tư là không có bàn giao kính phòng tắm đứng, thì chúng ta sẽ làm thêm. Và tất cả trang thiết bị đều là Toto thì trang thiết bị là khá là tốt rồi. Đây là lavabo, nước chảy rất là mạnh nha chị. Đấy. Thì cặp theo mé bên tay phải của chúng ta đó chính là cái phòng ngủ nhỏ ở đây. Thì phòng ngủ sẽ có một cái cửa sổ, tại vì nằm ở bên trong thì sẽ thiếu ánh sáng nên chủ đầu tư đã bố trí một cái cửa sổ thông với lô gia, sẽ chúng ta sẽ thấy được ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Đây là cái lô gia chúng ta để máy giặt, phơi đồ. Đây là lô gia này các anh chị. Các trang thiết bị máy lạnh, cục nóng lạnh của chúng ta nè, được trang thiết bị ở đây nè, khá là ổn. Chúng ta tiết kiệm được cái mặt bằng rất là nhiều nha các anh chị. Chúng ta bố trí ở đây. Đây là cái lợi thế của cái căn 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh này. Thì có những cái chỗ thì chúng ta sẽ bố trí cái cục nóng lạnh ở đây nè, rất là chiếm khá là nhiều diện tích của mình. Hoặc là bố trí ở bên khu vực ban công, thì đó là cái điều mà cái điểm trừ. Nhưng mà chính cái căn này đã bố trí được ở bên ngoài cái khu giếng trời của mình, là tiết kiệm khá là nhiều diện tích cho chúng ta. Và tiếp theo ở bên tay phải luôn, đó là chính là phòng ngủ lớn hơn. Thì những cái phòng ngủ này sẽ không bự lắm giống như những căn 2 phòng ngủ cộng đâu. Thì khoảng bao nhiêu đây thôi. Đây. Được máy lạnh.
Thì đây là cái view nội khu này các anh chị thấy không? Những cái căn thấp tầng view nội khu rất là đẹp nha, tuyệt vời nha. Thì cái công viên nội khu của phân khu S5 được đánh giá là cái công viên nội khu đẹp nhất của Vinhome Grand Park quận 9 của chúng ta. Tại vì phía này chúng ta sẽ đi bộ ra đây, đó chính là công viên cầu vồng ở ngoài đây. Bên kia là S502, còn đây là S501 mà các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta đi qua khu vực phòng khách và quay trở lại ban công nhé. Đây là cái ban công của mình. Gió rất là mạnh nè các anh chị thấy không? Gió cực kỳ mạnh luôn. Hôm nay mình cứ nghĩ là bão hay gì đấy. À, ở đây nè, gió các anh chị thấy là gió nè, ở đây khu vực này gió xoáy nha chỗ này. Nói chúng ta thấy là cái cây là thấy gió rất là mạnh nha. Đây. À, ở trong này chúng ta có cái khu thể dục thể thao ở đây, sân bóng rổ, khu tập của trẻ em, khu vui chơi trẻ em ở đây, rồi sân bóng chuyền, cầu lông ở bên kia, và phía sau lưng của tòa S501 đó các chị đi hướng này ra là rất là nhiều khu thể dục thể thao, là hai sân bóng đá, ba sân bóng rổ, mà sân bóng rổ là full sân nha, một full sân và hai nửa sân. Đó, đây chính là toàn cái căn hộ 59m², hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Thì các anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu về hai phòng ngủ á, mà không đủ tài chính, thì những cái căn mà hai phòng ngủ một nhà vệ sinh là khá là thích hợp cho mình. Tại vì chúng ta cũng không cần hai nhà vệ sinh, sẽ làm tốn kém thêm. Thì một nhà vệ sinh thì khá là phù hợp. Các anh chị nào muốn tìm mua hoặc là cần ký gửi cho thuê chuyển nhượng các căn hộ ở dự án Vinhomes Grand Park thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Thì hiện Khoa có khá là nhiều rổ hàng và đa dạng các loại sản phẩm. Ngoài ra Khoa đang nhận làm nội thất cho các căn hộ ở bên trong dự án Vinhomes Grand Park. Thì các giá thì cũng là cạnh tranh, là các anh chị có thể dọa giá ở nhiều cửa hàng nội thất khác nhau, thì các anh chị sẽ tham khảo giá là sẽ biết được giá ở bên Khoa có tốt hay không. Các anh chị nếu mà thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Thì trước đây mấy ngày Khoa đã có làm video flycam về phân khu The Origami, The Manhattan Gallery nhà phố. Thì hiện cái rổ hàng The Origami vẫn còn nha các anh chị, cũng khá là nhiều, tại vì số lượng là tới 21 tòa và chuẩn bị mở bán là S10 và S6, là đang booking phân khu S10 S6. S10 S6 thì sẽ là hai phân khu đẹp nhất của The Origami, vì có công viên nội khu rất là lớn với hồ cá coi, các tiểu sảnh về phong cách Nhật Bản là khá là nhiều ở khu vực đó, nên chắc chắn giá sẽ cao hơn những cái phân khu S9, S7 hay S8. S10 và S6 sẽ là mắc nhất cho các anh chị trong phân khu The Origami. Còn ngoài ra phân khu The Manhattan Gallery thì hiện bây giờ đang có khá là nhiều căn mà chủ đầu tư tung ra hết, dự kiến là sẽ bán sạch sành sanh từ giờ cho tới cuối năm luôn, cho tới tháng 12 là phải bán hết những cái phân khu nhà phố. Chính vì thế mà các chị nào có nhu cầu thật sự về nhà phố thấp tầng thì hãy nhanh chân lên nha, tại vì cái số lượng là hầu như vơi đi mỗi ngày nha các anh chị. Mà giá thì gallery là rất là tốt, mình mua trực tiếp của chủ đầu tư luôn, giá gốc của chủ đầu tư, chứ không phải là mua trên lệch giống như phân khu The Manhattan cách đây khoảng 4 tháng. Mà phân khu Manhattan Gallery giá tầm khoảng là 110 triệu một mét vuông, mà lại được hỗ trợ MB Bank hỗ trợ là trong vòng 80%, trong vòng 36 tháng, pin hỗ trợ lãi suất 36 tháng, MB Bank ân hạn gốc 36 tháng, nhưng mà 1 năm sau là đã giao nhà rồi. Có nghĩa là các anh chị bây giờ mua, 1 năm sau chúng ta nhận nhà, chúng ta làm nội thất về ở 2 năm thì chúng ta mới bắt đầu đóng gốc và lãi. Khi chúng ta có tiền trước đó thì chúng ta thanh toán trước sẽ không bị phạt.
Thì đó là những gì mà Khoa muốn chia sẻ cho các anh chị. Thì phân khu nhà phố là rất rất là hot và rất là đẹp như các anh chị có thể nhìn được cái video clip của Khoa nha, flycam trước đó. Và bây giờ Khoa xin tạm ngưng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.